Lý do là tại sao mà anh em thợ chúng ta nên phải lựa chọn những cái dòng máy bắn đinh nổ nó xịn, nó chuẩn, đinh phải tốt. Chứ bây giờ anh em chúng ta mua một cái máy đẻo về, dùng năm 3 hôm, nó hỏng, đang đi làm công trình, rất là mất thời gian, mất việc. Anh em cứ tiếc rẻ mua dòng đẻo về, sau có bắn ở đâu? Bắn 5-7 ngày, xong hỏng, điện nó xóp xóp, nó thuê bao, gọi không có chính sách bảo hành, nó không tốt. Súng xịn là một phần, nhưng đinh nó phải xịn. Đây, Hôm nay thì Nghiêm sẽ bắn vào cái dàng tôn này để chỉnh đốn lại cái mái tôn này tránh gió bão. Tới đây nó có bão nó không bay nữa. Thì đây anh em chúng ta sẽ nhét cái đinh nổ của Nghiêm vượt khó này vào trong này. Đưa lên trên mái tôn này. Đây, anh em sẽ quay cận ra đây. Em quay cận đây cho anh em nó thấy thực tế. Rồi em quay xa ra để anh em nó nhìn. Có thực thì mới vực được đạo anh em ạ. Rất là ok. Em quay vào đây để anh em nó thấy được cái mái tôn này đó rồi em quay góc rộng à nên là tại sao anh em thợ chúng ta khi mà mua bất kể một sản phẩm nào anh em chúng ta muốn làm lâu dài anh em chúng ta nên lựa chọn những cái dòng sản phẩm nó tốt những nơi uy tín để mua mua đâu cũng được anh em chúng ta mua ủng hộ cho nghiêm vượt khó thì nghiêm vượt khó đớp để ít cũng được không sao tiếp anh em sẽ bắn tiếp vào đây em cứ đứng rộng ra để anh em nhìn thấy anh em bắn nhá, anh em chúng ta dứt khoát như này, đặt như này thôi. Đấy. À, bắn phát nào được phát đấy. Nó không những hàng trôi nổi, hàng giảm trên thị trường, bắn 5 3 phát hỏng. Có biết tìm đâu. Anh em quý mến em nghiêm một khó thì mua ủng hộ cho em nghiêm một khó và mua về để làm để kiếm tiền. Ok anh em nhé.